Xin chào, chào mừng mọi người đã đến với kênh YouTube của Học viện Lazada Việt Nam và mình là Hải Yến. Chuyện là mình có đọc được một post ở trên cộng đồng nhà bán hàng Lazada Việt Nam có viết như thế này. Doanh thu năm chưa tới 100 triệu mà vẫn bị nhận giấy khai báo về thuế. Ai dành về thuế thì giúp em cái ạ, em cảm ơn. Và đó là lý do của video ngày hôm nay. Điều đầu tiên mà mình muốn nhấn mạnh đó là việc kinh doanh thì phải kê khai các bạn nhé. Kể cả khi mà các bạn đăng ký gian hàng của mình với hình thức là cá nhân kinh doanh, hộ kinh doanh hay là hình thức công ty thì đều phải có một cái phần gọi là phần kê khai với cán bộ thuế. Thì mình đã có một cái video nói rất rõ về cái vấn đề là sẽ bị phạt như thế nào nếu như mà chậm kê khai. Thì video có tên là khi nào thì cần phải khai thuế. Link của video thì mình sẽ để ở mô tả của dưới ở phía dưới nhé mọi người nhé. Cũng liên quan đến con số 100 triệu này thì có một cái điểm nữa mà mình có đọc ở trong phía comment của cái post đó ấy, là trước giờ thì có bán hàng nhưng mà bây giờ đã nghỉ bán rồi, thì trước giờ cái doanh thu nó chưa đến 100 triệu mà vẫn nhận được cái giấy báo để kê khai thì có nên kê khai không hay là không, kệ nó. Với quan điểm của mình, tức là theo ý kiến cá nhân của mình thôi, thì cái việc mà bạn đã bị gọi lên kê khai, tức là cán bộ thuế đã nắm được cái việc là bạn có kinh doanh rồi, thì bạn nên lên gặp cán bộ thuế để trình bày rằng là em có kinh doanh vào thời điểm đó và doanh thu nó là con số như vậy, là con số dưới 100 triệu của bạn. Thì bạn nói chuyện với cán bộ thuế về cái tình huống của mình để họ đưa ra một cái lời khuyên, và nếu như có bị phạt thì nó cũng sẽ là được, hình thức nó sẽ giảm nhẹ hơn. Tại sao là mình lại vẫn đưa ra lời khuyên là nên đi kê khai? Bởi vì lý do là thứ nhất này là doanh thu mà dưới 100 triệu thì bạn sẽ không phải nộp thuế, hay nói cách khác là bạn cũng sẽ không bị truy thu thuế. Và cái điều mà sẽ bị phạt định hoặc là sẽ làm việc với cán bộ thuế nó sẽ là cái việc mà bạn đã từng kinh doanh mà bạn không có kê khai. Thực ra thì cái hình phạt này thì lúc nãy mình có nói rằng là mọi người có thể xem ở trong cái video mà mình để ở dưới phần mô tả. Tuy nhiên thì trong này thì mình sẽ điểm qua lại một chút là với cái chuyện là bạn kinh doanh mà cái doanh số nó không có quá cao và bạn cũng chưa có hiểu biết, gọi là mình chưa có biết rằng là việc kinh doanh bắt đầu sẽ phải kê khai, bởi vì là kinh doanh trên thương mại điện tử nó cũng khá là mới. Thì bạn cứ trình bày đúng cái nội dung như vậy với cán bộ thôi, thì cán bộ sẽ đưa ra thông tin để hỗ trợ cho mình. Vì biết đâu đấy, nếu như bạn không kê khai, tức là bạn để mặc kệ nó, thì sau này nếu như bạn muốn quay trở lại kinh doanh hoặc là bạn muốn làm một cái công việc gì đó mà có liên quan đến việc kê khai thuế chẳng hạn, thì nó sẽ là một cái vết, nó là một cái dấu vết để lại và bạn sẽ phải xử lý nó trước khi mà bạn muốn làm các công việc tiếp tục, và sẽ không ai muốn gặp cái việc khó khăn đấy trong tương lai cả. Cho nên là mình cứ giải quyết ngay từ bây giờ đi. Thực ra thì lên gặp cán bộ nó cũng không có gì gọi là quá là lo lắng đâu, bởi vì mình nắm được vấn đề mà, là mình cũng do mà mình không có biết trước đây phải kê khai thì bây giờ mình lên gặp mình kê khai thôi, và mình nói chuyện với cán bộ thuế một cách rất là thông thường thôi. Vậy nhá mọi người nhá, tức là mình cứ có giấy báo thì mình cứ lên gặp và mình trao đổi lại vấn đề mà mọi người đã nắm được rằng là sẽ bị phạt với câu chuyện là chậm kê khai như thế nào, và cũng nắm được việc rằng là doanh thu chịu thuế là bao nhiêu. Từ đó thì mình có căn cứ và cơ sở để làm việc một cách thẳng thắn với cán bộ thuế thôi. Hy vọng rằng những thông tin mà mình vừa chia sẻ sẽ giúp ích được gì đó cho mọi người. Like video và đăng ký kênh ngay nhé, vì mình sẽ quay trở lại vào thứ tư hàng tuần trên kênh YouTube của Học viện Lazada Việt Nam. Và bởi vì kênh YouTube của Học viện Lazada Việt Nam sẽ liên tục cập nhật các video hỗ trợ các nhà bán hàng không chỉ trên Lazada mà còn là những hỗ trợ những nhà bán hàng trên thương mại điện tử nói chung nữa. Cảm ơn mọi người và hẹn gặp lại mọi người. Đăng ký ngay